Xin chào cô chú và các bạn. Lời đầu tiên tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến tất cả cô chú, anh chị gần xa. Sau khi mà Ti đã cơm nước cho các bé rồi, bây giờ vợ chồng Ti sẽ xuống huyện Nhà Bè để đến một cái gọi là một gia đình. Có thì ngày hôm qua chú đó, Ti chưa gặp mặt chú, nhưng mà nghe kể rằng là chú sống ở dưới Nhà Bè thì gặp những con chó mẹ hay là những cái em cún sống lang thang, thì chú có dắt các em về một cái trại nấm của chú để cưu mang các em. Nhưng mà các em cún bầu đó hiện tại đẻ ra là 20 em cún con và rất là đông cún mẹ luôn cô chú và các bạn. Bây giờ chú lớn tuổi không thể chăm sóc được cho các bé thì đã gọi lời kêu cứu đến mái ấm của Ti. Sau khi mà xem clip á, thì Ti cũng đã đồng ý và giúp đỡ cho chú và các bé. Bây giờ Ti chuẩn bị đi thì trời đổ mưa rồi mọi người, nhưng mà vẫn phải đi thôi để tranh thủ thời gian, rồi chiều về sớm còn chăm sóc cho các em ở đây ăn uống và uống thuốc nữa. Bây giờ vợ chồng Ti sẽ đi và mặc áo mưa đi thôi. Tí nữa khi mà đến nơi, Ti sẽ cho cô chú và các bạn tận mắt chứng kiến cái cuộc sống của những em cún mà cơ nhỡ lang thang. Ti cũng đã lên một cái kế hoạch, nhưng mà Ti sẽ nói sao để giúp đỡ cho những cái em cún mèo ở trong những cái gia đình hoặc là những cái mái ấm. Nếu mà có cần sự hỗ trợ của mái ấm Ti thì Ti sẽ cùng với gia đình của các bé cún và các mái ấm hỗ trợ cho các con. Ti xin lỗi mọi người tại vì Ti ho quá. Luôn bị xe đụng á, nằm giữa đường ta dục vô bảy giác á, định ăn thịt. Cái chân bị tật hả? Thiếu hả? Dạ. Mà dập dây kinh nó không phải là cái giò nó cuốn nó dài đó. Dễ thương quá ha. Nó trung thành lắm, nó mới lắm, nó nịnh lắm. Ê cho giờ cái coi. Trời dễ thương quá dạ, hửi hửi. Phen. Phen ơi. Ủa con có một cái chân bị tật hả? Ui da má ơi. Giống mười mấy năm rồi, nó bị hai cục đó mà sao tự nó cắn hoài không hết, bị mấy tháng rồi, bị hai cục hai bên đó, tự nó cắn cái da luôn, nó giống như bị bủng quá, tự nó cắn không hết. Ông định là coi như là khổ, nó ngáp ngáp nè, nó bị ra đụng máu nè, rồi đồ nó đem
dù cái bể cỏ đó nó còn là cho con. Tôi mới hút máu nó ra trong cọm, trong cọm nó hút ra cũng hút theo rồi đó. Xin chào cô chú và mọi người. Ti đã đến được trại nấm, nơi cái anh này anh đã cứu hơn 30 em chó cũng nhiều năm rồi. À, đây là khu vực nhà bè. Anh có kể là những cái bé cún này á là anh cứu ở ngoài đường, anh về anh chăm sóc, anh rất là yêu thương. Nhưng mà bây giờ là anh cũng lớn tuổi. Các bé ồn hết, để ra đây nói chuyện tí. Đang sử dụng nó từ tôi mới bắt được nó. Chó con chó vợ nữa. Hồi nãy Ti đang nói dở dang. À, các bé ồn quá nên Ti phải ngưng. À, đây là một cái trại nấm ở dưới nhà bè. Thì anh này rất là thương các em chó. Thì anh cứu những cái em chó bị bỏ rơi ở ngoài đường nè. À, những em chó bầu bị người ta ăn thịt đó, hoặc là nó đi lạc, cái anh mới dắt về đây cho các bé sinh sống. Xong rồi các bé mới đẻ ra những em cún con như thế này. À, mà bây giờ giống như sức khỏe anh cũng không còn tốt nữa, nên anh mong muốn là mái ấm sẽ đón nhận các con. Thì Ti cũng đã chấp nhận sẽ giúp đỡ cho các anh và các bé ở đây. Bây giờ vợ chồng Ti sẽ vận chuyển các bé lên. Có 20 bé chó con và Ti chưa có đếm bao nhiêu bé chó lớn. Trời ơi thiệt luôn á, những cái người đàn ông mà yêu thương chó thật sự là Ti rất là quý mến và yêu thương. Ở đây mọi người thấy không, các bạn làm ở trại nấm cũng rất là yêu thương chó. Và Ti nghe anh kể là khu vực này người dân rất là thương chó. Không có ăn thịt các bé bao giờ mà có cho các bé ăn uống nữa. Nhưng mà bây giờ sức khỏe của anh không tốt nữa thì anh gọi đến mái ấm. Thật sự thì sức khỏe của Ti cũng không phải là good lắm đâu mọi người. Ti cũng ốm yếu lắm là mọi người. Nhưng mà vì tình thương dành cho các con, cũng như tình thương mà cô chú anh chị gần xa đã gửi đến cho mái ấm, thì Ti sẽ đón nhận các bé về. Nếu như Ti tìm được chủ tốt, Ti sẽ tặng các con lại cho gia đình mới yêu thương. Còn nếu không thì các bé sẽ sống ở mái ấm của Ti đến khi nào mà các con qua đời thì thôi. Đến khi nào mà vợ chồng Ti không còn sức khỏe để lo cho các con nữa. Ti xin lỗi cô chú, nhiều khi nói chuyện với cô chú và mọi người Ti ho quá. Tại vì như thế này nè mọi người, khi mình sống chung với các bé đông như vậy thì lông lá các bé bay, chắc là Ti cũng hít rất là nhiều. Và những cái mùi ở mái ấm thật ra có nhiều lúc mà thật sự là nó cũng có mùi hôi. Bản thân Ti là Ti còn hủi chịu nổi. Nếu mà người ngoài thì chắc là người ta ọe luôn á. Ti có nghe cái bạn kia nói nè, đến mái ấm của Ti có nửa tiếng thôi nhưng mà bạn không thể nào mà chịu nổi cái mùi luôn. Tại vì các bé nó quá đông, nó đi vệ sinh tiêu tiểu ra nó thấm xuống đất rất là nhiều. Mùa mưa không sao, nhưng mà mùa nắng thì cái hơi nó bốc lên là nó sẽ có mùi. Bởi vậy ở mái ấm của Ti ngày nào Ti cũng sử dụng những cái sản phẩm mà khử trùng, mà khử mùi, diệt khuẩn cho các bé. Đây để Ti đi đến đây. Đây là những em chó con nè, của chó mẹ ánh cứu về đó mọi người. Đây là người ta cho ăn thịt. Dạ. Nguyên bầy luôn á. Tôi tội lắm, tôi không có nở. Mà sao kỳ vậy ta, chó con tao không ăn thịt nữa hả? Trời ơi, một con ăn 3-4 người nó ăn. Ghê vậy, chó con hả? Chó mà cỡ này cho ăn lớn lớn tí xíu đó. Cái bầy, hai bầy kia là chuẩn bị ăn thịt, tôi cứu về hai bầy luôn. Ôi đó. Con ơi, bây giờ tôi về mấy ấm nha. Bác là biết là tôi nuôi từ nhỏ tới lớn luôn á. Ý là nói người ta ăn thịt nửa ngày. Tối á, chị biết một ngày tôi mới tốn 2 chai sốc phê, một hộp nhang con mũi tôi chích cho tụi nó, mũi nó chích chịu không nổi, tội tôi thấy tôi tội chịu không nổi đó, tôi cưng lắm. Tôi nói nó tôi bỏ vợ được chứ đừng cho tôi bỏ chó. Dạ dạ chứ tôi bỏ vợ tôi bỏ sao quen, tôi bỏ chó vợ tôi bỏ, vợ tôi bỏ hết người hai người rồi, nó chịu không nổi bỏ mới đây đi rồi đó. Nhưng mà tôi sống mà tôi sống với chó. Dạ 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 thôi em cũng hiểu. Nhưng mà tại em cũng thương chó, cũng may là vợ chồng em cũng thương. Tại chứ nếu mà hai vợ chồng mà một đứa này đứa kia chắc cãi nhau suốt ngày. Chứ tôi thì chị mai mốt mà nhà cửa tôi mà bán được xong xuôi đổ này kia, tôi có đất có đai. Tôi nói thiệt chị, bây giờ tôi đi ra đường mà tôi thấy mấy con chó nó ốm, nó đi đưa bò thùng rác, tôi chịu không nổi, tôi không dám giờ. Tôi phải đi mua hộp cơm về giục chó đó cho nó ăn. Có nhiều chó tôi cứu thấy tội lắm. Tội lắm, ở trong chùa cũng vậy nữa, người ta giục vô chùa cái
đặt ông thầy chủ lập ngay đây nè, đó ai cũng biết hết. Ông có con chó trắng mà ông không cho con chó khi vô nhà bắt ở ngoài rừng ngoài đồ ăn cây ốm nhóm nhất. Tôi phải dụ cả tháng chờ trưa 12 giờ tôi bưng đũa cơm là tôi dụ nó tự ra ăn, tôi mới bắt em về đây. Nó mến, nó nịnh ghê lắm. Dạ thôi bây giờ mình hết chó con chưa anh? Hả? Bây giờ là cho con bầy này đi, bây giờ còn một bầy kia nữa. Rồi, nó đang uống sữa mẹ ăn sao được. Có nhưng thương thương cách nào. Đúng rồi. Hay là về chích nhỏ bỏ nhỏ chích khác chích đồ tội nó. Thương. Trời ơi, đây là được một em chó được à, cái anh này cứu nè mọi người. Em á tiên nghe kể là em bị ung thư. Anh cho đi không ăn người ta vẫn đi kiếm đồ. Phẫu thuật tùm lum hết trơn. Trời ơi chưa nè, con may mắn là được gặp cái anh này nha. Cô chú và các bạn nghe thấy không? Anh nói là thà bỏ vợ chứ không có bỏ chó nha. Bỏ hai bà rồi đó. Bỏ hai bà vợ đó tại không có thương chó. Hên quá. May là Ti thương chó nên Ti đặt được chồng Ti thương. Tôi bực bội lắm. Thôi cho nó bà sống được sống không được bây giờ cuộc đời tôi đã gắn liền. Thôi để có gì đi biết sao không? Em đăng clip lên á cái xong rồi à chị nào yêu chó biết đâu khoái anh này. À, hai người kết nối với nhau. Ảnh làm từ thiện, ảnh làm ảnh bán vé máy bay lớn lắm. Dạ. Anh đưa tôi gần mấy triệu tôi không có nhận tiền ta được. Tôi khổ tôi đi kiếm đồ cho chó ăn. Ừ. Tôi không có nhận tiền người ta. Ảnh đưa tôi 2 triệu ảnh tên ảnh pháp danh là Pháp Đại đó. Dạ. Anh biết là ảnh là Pháp Đại đó, pháp danh bán vé máy bay trên đường Cống Quỳnh á. Ừ. Anh xuống đây nè, anh thương lắm. Các chị gái, em gái thấy khuôn mặt của anh chưa? Anh là một người rất yêu thương cúng nha cô chú và các bạn và các chị. Bỏ hai vợ đó tại vì không thương chó. Biết đâu cái clip này lên rồi có chị nào đó cảm mến anh. Mà chị biết nha, dạ. Tại nó làm cực khổ, làm ra tiền đó. Dạ. Mà mấy bà cằn nhằn mấy bà không chịu. À, tại vì không chịu chó. Không có chịu chó, nó cực khổ mà không có cái lòng thương. Rồi coi tụi nó, ba hồi cho ăn cho tôi không chịu, phải giờ dắt đàng hoàng. Rồi mấy bà tự, mấy bà đi, mấy bà làm gì làm, mấy bà không dạ. Ăn thôi, mấy bà đi. Nói chưa, Tì cũng phải tranh thủ. Làm xong việc là đi về để lo cho các bé ở máy ấm nữa. Mà con chó này y như bòm mà mày. Chó này là bầy này là xanh. Bầy này xanh hôm bữa là coi như là 24 Tết. Bầy này là 24 Tết rồi. Bầy này là bầy cho đúng mùa luôn. Đi đi, bế đứa đó nó đi tranh thủ mình về nó. Trong thời gian mà bắt chó thì Ti vẫn giữ thói quen của mình là Ti rất là thích khám phá và tò mò. Ti nói thật, Ti thích một cái cuộc sống mới lạ lắm mọi người. Trời ơi, nấm này ngon lắm nè cô chú và các bạn. Nấm này mà xào nè hay là chiên giòn tẩm bột lên ăn chay là tuyệt vời luôn. Trời ơi, ngon quá cô chú và các bạn ơi. Trong thời gian mà chờ đợi á, bắt các bé lên xe thì Ti cũng tâm sự vài câu với cô chú và các bạn. Lúc trước á, Ti đi làm ở quán ăn á, quán cơm văn phòng nè, và có làm cho một cái nhà hàng chay ở dưới Tân Bình. Thì Ti chế biến những cái món á, bằng nấm á, những cái sản phẩm bằng nấm này nè, rất là ngon luôn. Mình có thể là chiên dầu nè, tẩm bột chiên lên, trời ơi, hao cơm lắm cô chú và các bạn. Nét quá đó, tao không có gặp rồi á. Tại vì ít tiếp xúc với người. Để bảo vệ an toàn cho các bé cún á thì á, ở thành phố là những người nuôi chó là phải nhốt ở trong chuồng, rồi khi nào giờ chơi á, thì mới thả các bé ra. Các cô chú á, ở xa có thể là không biết, nhưng mà ở Việt Nam á, Ti không phải là nói xấu người Việt, nhưng mà thật sự cái tệ nạn trộm chó đó, là trộm chó mèo á, nói chung là ăn trộm á, họ ra cái gì là mất cái đó rất là nhiều. Có nhiều em chó đó vừa mới đi ra đường cái là chưa đầy 30 giây mất tiêu con chó luôn mọi người. Nên á, ở thành phố mà các bạn mà nuôi chó mèo á, thường là đôi khi là phải xích con chó của mình lại, hoặc là tối ngủ phải cho các em vô chuồng, chứ nhiều khi á, để ở ngoài sân á, mà các em cũng bị mấy con trộm chó bắt nữa. Thì không biết tụi nó bắt bằng cách nào nhưng mà rất là hay. Và những cái thằng trộm chó có thể là bắn điện á, kể cả cái người chủ của các em chó luôn.
rất là nguy hiểm. Trộm chó ở Việt Nam rất là manh động luôn mọi người. Trồng tia cột lại cho nó chắc, chứ không nhiều khi đi đường xa cái chuồng á nó bị bung ra, lỡ mà chạy ra đường lớn nó ghê, nguy hiểm cho các con. Rồi bây giờ nó gặp ai cũng sợ, chứ mình nhắc chừng cái đã sợ. Nó bị khủng hoảng. Kêu nó. Con đó về về nếu mình nuôi mình ngày trước nè. Ngày sau nè. À, trong thời gian trồng tia cột ràng chuồng, Ti mới sực nhớ ra một điều thế này nè cô chú và các bạn. À, có một bạn gọi điện cho Ti khi thấy mà Ti chuyên chở các bé bằng xe máy như thế này nè mọi người. Đó, nhiều khi các bé nó đạo chuồng nó rất là nguy hiểm, dễ bị té xe. Thì bạn có nói với Ti là ủa chị sao máy ấm của chị không có xe, giống như là xe ô tô á, bạn dùng từ là xe ô tô để chuyên chở vận chuyển các con cho nó đỡ nguy hiểm, đỡ nguy hiểm cho cả người lẫn chó. Đó, cô chú thấy các bé như vậy nè, khi mình đi trên đường ở thành phố xe rất là đông luôn mọi người. Thì bạn có gợi ý với Ti á là máy ấm TT á kêu gọi hỗ trợ một chiếc xe ô tô để chuyên vào chuẩn vận chuyển hay là đi cứu các con thì nó sẽ không bị mưa gió, giống như bây giờ trời đang chuẩn bị chuyển mưa nè. Đó, và cũng là nguy hiểm cho cả bản thân mình, cho các bé và cho cả người đi đường. Tại vì ở thành phố Hồ Chí Minh á, đến những cái giờ cao điểm mà xe rất là đông mà mình chở cồng kềnh như vậy á, nó có hai cái nguy hiểm đó. Thứ nhất á, là đi đường lỡ mà qua quẹt với người ta đó là mình chắc phải đền cho người ta chết luôn đó mọi người. Còn thứ hai nữa là đi mưa gió nè, các con có thể là bị ướt, mặc dù là có nhiều lúc là tụi Ti cũng có cái che. Thì ở trên cái clip này Ti xin nói với cô chú và các bạn, cách đây hơn một năm thì có một chị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho máy ấm một chiếc xe tải nhỏ. Cái xe tải đó đó thì chị có nói với Ti là để vợ chồng Ti làm phương tiện đi kiếm cơm để có tiền chăm sóc cho các bé. Nhưng mà do cái xe tải á nó không đi được trong thành phố giờ mà gọi là giờ gì ba, cái giờ mà giờ cấm á. Ti không từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Cái xe tải mà lưu thông trong thành phố á, thì nó có giờ giấc, mà nhiều khi đi cứu các em chó hay là đi những công việc gì đó bất thường mình không thể lấy xe tải đi được. Vì vậy á, cách đây khoảng 10 ngày Ti đã bán chiếc xe tải đó rồi. Ti có báo với chị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho máy ấm là Ti bán chiếc xe được 50 triệu và số tiền đó Ti vẫn còn đang giữ. Khi mà bạn sáng nay thì bạn một bạn cũng là Mạnh Thường Quân của máy ấm có gợi ý với Ti là kêu gọi một chiếc xe tải để phục, không phải là xe tải mà xe ô tô có thể đi được mọi cái thời gian giờ giấc trong thành phố mình luôn. Thì Ti đã đi khảo giá trên mạng á, bây giờ một chiếc xe cũ đã qua sử dụng khoảng 400 triệu. Mà hiện tại bây giờ máy ấm TT chỉ có 50 triệu thôi. Đó là cái tiền mà Ti bán xe tải Ti vẫn còn giữ, là nó hơn 2.000 đô. Bạn Mạnh Thường Quân có nói là Ti đăng clip lên, rất mong cô chú và anh chị cùng các bạn mỗi người một ít hỗ trợ cho máy ấm mua một chiếc xe. Ti đã coi giá là 395 triệu á, đêm hôm qua Ti coi. Mà hiện tại bây giờ máy ấm của Ti chỉ có 50 triệu thôi, là số tiền còn thiếu là khoảng 340 mấy triệu, cho là 350 triệu. Ti không biết là gia đình và mọi người có ủng hộ về cái điều mà Ti vừa nói ra hay không. Thôi coi như cái clip này Ti là cái clip Ti chính thức kêu gọi cô chú, anh chị, bạn bè gần xa hỗ trợ cho máy ấm TT một chiếc xe có thể lưu thông được trên thành phố mọi giờ giấc để cứu các con nè. Giống như các bé ở đây rất là đông. Các bé ở đây rất là đông luôn nè. Mà đi xe nè rất là nguy hiểm, trời mưa gió rồi xe cộ qua lại đông đúc. Ti rất mong cô chú và bạn bè hiểu giúp cho Ti. Ti không có ý gì để kêu gọi cho riêng mình. Ti nghĩ là nếu như máy ấm TT được hỗ trợ một chiếc xe 7 chỗ hay 15 chỗ đi, mà Ti nghĩ là chiếc bán tải nó sẽ thích hợp đi trên thành phố mình nhất. Thì ngoài cái việc mà đi chăm sóc nè, những cái bé cún bị cơ nhỡ lang thang bỏ rơi ở ngoài đường, vợ chồng Ti có thể vận chuyển chó liên tỉnh.
vận chuyển các bé chó mèo đi các tỉnh này tỉnh kia thì nó sẽ tiện hơn là mình đi bằng xe máy, rất là nguy hiểm luôn cô chú. Mưa gió đủ thứ cái hiểm nguy có thể xảy ra. Thì rất cảm ơn cô chú và anh chị. Rất cảm ơn cô chú và anh chị đã hỗ trợ và yêu thương cho máy ấm. Cô chú biết sao không? Có nhiều lúc đó, các anh chị á, có cho máy ấm ti ti á, quần áo cũ nè, đồ cũ rất là nhiều luôn. Nhưng mà ti không lưu thông được bằng xe tải trên thành phố vào những cái giờ. Có một số giờ mình không đi được. Mình phải thuê xe đi, nó tốn tiền lần mấy trăm ngàn luôn mọi người. Còn vợ chồng ti á, khi nào đi được thì mới đi. Còn không được thì mình phải thuê. Ti không biết nói gì hơn. Theo cái ý kiến góp ý của một vài bạn có nói với Ti như vậy, và hôm nay Ti đã nêu ở trên clip này. Hiện tại máy ấm của Ti Ti là có 50 triệu tiền để dành, là số tiền mà Ti bán chiếc xe tải trước đây. Và nếu mà bây giờ mua một chiếc xe nữa thì Ti thiếu 345 triệu. Rất mong cô chú và các anh chị chung tay mỗi người một ít. Khi Ti nhận được sự hỗ trợ của các anh chị, Ti sẽ tổng kết số tiền đó. Bây giờ Ti không biết là có được hay không nữa, nhưng chỉ biết hy vọng thôi mọi người. Nếu mà có thì máy ấm Ti Ti quá tốt rồi, còn không có thì không biết làm sao. Anh có cho máy ấm của Ti nguyên một thùng nấm luôn, nhiều lắm, Ti không biết là bao nhiêu. Ti sẽ về Ti nấu cho các bé và Ti cũng ăn ké một chút. Bây giờ đã xong xuôi hết rồi thì máy ấm Ti Ti chuẩn bị rời khỏi đây. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip, và Ti rất mong nhận được sự phản hồi từ cái lời kêu gọi này của máy ấm Ti Ti. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc tất cả các cô chú, bạn bè, anh chị gần xa thật nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Ti xin chào mọi người nha. Hết bi rồi bắt đầu mới tới mấy cái trái. Là đợt cái cũng chia sẻ hết á, nhưng mà sẽ được mình diệt trước. Beep, beep, beep.